Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay á. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Company Hero tiếp. Đây là các bản mod Firework. Thì bữa nay chúng ta sẽ chơi quân Quang Đông của Nhật á. Cái map một đường kia mình chơi mình thấy không hứng thú lắm, thành ra mình trở lại với map này các bạn. Map này chơi cũng có thể nói là khá hấp dẫn chứ đùa đâu. Ở đó giờ mình chơi map này thôi, đó là chưa bao giờ mình cảm thấy thất vọng. Cái map này đường nó lâu lâu đường nó hẹp khiến cho chúng ta gặp vài vấn đề thôi mà chơi khá vui. Rồi đây chúng ta gọi hai đội lính này ra đi. Tại quân Trung Quốc nó ra lẹ lắm các bạn, không có lính bảo vệ lính thợ là chịu luôn ấy. Cái đám lính đời đầu của nó tuy là chỉ có bắt nạt lính thợ thôi, nhưng mà tại vì mình ra quân cũng hơi chậm, thành ra bắt buộc mình phải có mấy cái đơn vị này hỗ trợ trước chứ không mà chịu luôn. Map này ít trụ nè, thành ra nó tiến lẹ lắm nha các bạn coi chừng. Rồi đây, xuống đây nhanh. Cái bản mod này thì nó không do xây lô cốt sớm mà nó đôi khi hơi dở. Rồi xong. Xây hai cái này trước đi. Rồi xong, xuống xuống lẹ lẹ. Chưa vừa nghe nghe có tiếng giao tranh rồi, mình chưa kịp gọi qua đông quân ra nữa đó. Rồi đây, cố lên cố lên, xây mấy cái đê cát này xong mới về được. Tại bạn mình nó xài lính Mãn Châu, nó xài lính Mãn Châu là mới xây gì mới công sự cái đi ông ơi. Tôi xây không được. Rồi đây cái điểm này là điểm mấu chốt nè, ráng thủ ở đây. Rồi hai này chạy về xây nhà nha. Xong. Tốt lắm. Rồi đây. Phải gọi cối ra sớm chứ không mà mệt. Có chút sáng nha coi chừng. Rồi rất tốt. Rồi đây gọi lính đồ ra. Tạm quan đồ tối đi, mình đặt xuống máy xuống đã. Không đặt xuống máy xuống về mà chết đấy. Rồi này coi như cảnh tử luôn đi. Đám lính của tự chiến thạch này không đáng sợ lắm, ta đối phó được. Rồi đây qua đông quân đây. Chạy đi. Đấy, nó dùng súng máy nó bắn rồi. Ủa nó dùng được tối chứ. Rồi rất tốt rất tốt. Biến cái điểm này thành nơi giao tranh quyết liệt mới được. Dùng kỹ thuật này mình cản xe tăng nó trước. Rồi mình xây cái đê cát luôn để coi lát nữa không có thể nào sửa được cái cầu này hết. Bắt buộc phải đi đường dưới, nhà mình được an toàn. Giờ là mình phải đẩy chiến trường về chỗ ông bạn mình thôi. Rồi đứa nào ngon thì cứ nhà vô đây chiếm điểm ha.
hai đội này thì hồi lính trước đi. Rồi dựng cái đê cát ở đây nào. Thế là xong, trừ khi em bạn mà nó phá ra chứ chạy đồ không phá được. Hoặc là nó có xe tăng ủi được cái này của mình. Rồi cố lên, đáng lẽ mình chiếm nhà mà bạn mình đã chiếm trước rồi, thôi nhường nó, mình xây được cái lô cốt rồi. Đặt súng máy ở đây hả? Nó chiếm được chỗ này nhưng mà nó không giữ được, tại điểm mấu chốt nằm ở đây. Tạm nó đi xíu mà mình có xăng dầu cũng được. Không cho nó có xăng dầu bỏ xe tăng ra thôi. Trời ơi, tối nó dập xuống thì bị thương tạ, chết tả luôn. Cố gắng ha. Đây, giết nó. Trời, bạn mình nãy giờ nó chưa lo, nó xây mấy cái điểm này lên, nó mới chết chứ. Nãy giờ nó lấn về, lấn xuống là hơi dở nha. Map này nó hơi cái khu vực chúng ta cần quan sát nó cũng không cần nhiều, ra đôi khi chúng ta cũng chả cần chính xác làm gì. Ai cứ dứt ngay cầu này là dính à. Bạn mình nó nhả ra thì mình xin đi vô vậy. Mình rất cần những cái điểm giống vậy. Hay. Đúng rồi đó, cứ nhả cối xuống đi. Rồi xong. Đây, lấy cái xe này ra tiếp. Chốt chặn là chỗ này là thấy ăn tiền. Rồi đó, cứ giả cối xuống ngay chỗ này. Không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Mình cứ đánh như thế nữa. Các
bắn được 4 lính. Thật ra chứ là mình chặn đường xe tăng ra của nó thôi, chứ cái kia mấy cái kia không quan trọng lắm. Này lính y tế hả? Chơi luôn. Ta cầm đạn thôi, xăng dầu ra cũng không cần nhiều lắm. Đằng lính không sao, tại đó là phải chúng tăng, không phải là pháo chống bộ binh. Nó đang núp phía quân sự, chứ nó đang được lợi. Quay pháo rồi ta bắn cái nhà này của nó có lý hơn. Bắn nó từ nhiều góc thì mới hiệu quả được. Rồi có xuống nhanh. Hay. Rồi. Mình tiếp tục đi, hay lắm. Tốt. Áp lực từ ba góc luôn. Nó là bị chặn lại rồi. Rồi. Ai qua đây nhanh. Không sao. Cái đồ cố xuất xong rồi. Rồi. Rất nhiều góc để bắn. Rồi đó anh em bắn đi. Đội lính này nó lên tí không kịp thôi, tôi về. Tôi thế mất rồi không cho. Không nên cố giữ luôn. Rồi, quên. Rồi chúng tôi lại chơi thêm một phát nữa rồi. Đội lính hả? Rồi bộ căn cứ của nó sập là thấy mình thành công rồi. Đầu không sập được thì thôi, không sao. Không cần thiết lắm. Pháo binh của mình sẽ cho nó biết tay mà. Mình có độ mướn rồi mấy anh coi, 85 lính. Nãy là ta không vô vị trí kịp thôi. Đây giờ mới chơi tới cái nhà này. Lính mình thiệt mạng hơi nhiều. Cho ở cái mức mà ta vẫn chấp nhận được. Mấy thằng công binh thì cứ từ từ. Pháo này nó bắn xa các bạn ạ. Nó mà gọi xe tăng ra nó cũng chứ như là mình bao nhiêu khúc này rồi. Xe tăng nó ra khỏi khúc này vô khúc này là đi chắc luôn. Bộ binh thì không chết nhiều lắm, tại pháo này không có bộ binh hiệu quả nhưng mà nó bắn xa. Bộ binh không làm gì nó được. Rồi. Tiếp gì tí đạn với chú. Mày bắn nhiều rồi, trời quả ra cùng. Mình có điểm này dân này nhiều là mình cứ xây lô cốt mình đánh lấn lên tụi nó chịu luôn. Thứ này của nó coi như là bị pháo bên mình khủng bố luôn rồi. Đây có con này luôn rồi các bạn. Con này là con nó cùng loại với con này nè, nhưng mà nó là cho chống tăng. Con này là súng máy 13-2, còn con này là con này nó xài pháo chống tăng thôi bạn.
con này là tay 92, con kia tay 94, còn con này là con tay 97. Cơ giới cũng khó nữa, tại xăng dầu nó đâu được nhiêu đâu. Thì cái quân nó đông á, nó cứ bố trí cái đường thủ này thôi, như là đang nướng quân các bạn. Đây. Phần còn lại để mình. Không có phòng tuyến nào mà qua đông quân mình không phá được. Tưởng vô bất thích thì đánh được chắc. Đây, giết nó. Đây là chặt mũi tiên phong nè. Bom này ném không có uy lực lắm, tại vì nó hình như cái bài đó mình dùng để ném bom, cái bài cũng đúng các bạn, nó ra ném bom, ném cái quả bom cỡ nhỏ không. Tiếng là pháo của mình không đủ mạnh thôi. Đây mình đặt pháo bên này mình bắn qua luôn cũng được mà. Ném bom lửa cháy rụt trời luôn. Ai quay pháo qua mà giúp nó. Đồng đội mình nó ném quả đó cũng chưa chuẩn lắm. Thôi kệ cũng không sao. Có chúng tăng này xem ra làm việc khá hiệu quả chứ. Một tăng hai lính của nó rồi mà hết đầu. Là mình khống chế hoàn toàn lực lượng tăng của nó luôn. Nó không có cách nào nó đẩy cái lực lượng thiết giáp của nó lên để nó phá thế mình hết. Mình chả cần phải gọi xe tăng mình ra nữa cơ mà. Đây thêm một con nữa ở đây. Mới có 56 lính thôi các bạn, không nhiều lắm. Trời, đội mà nó chiếm gần xong hết rồi. Nếu vậy thì lấn quay luôn. Rồi anh em chơi. Quay lại đi, sửa này đi.
đẹp lắm, phần còn lại để tôi. Đây, nhấp. Ê, trời ơi, lên hậu quá. Đúng lúc cái lửa của thằng bạn mình chưa tắt. Hậu quá. Đây, dứt cho banh cái nhà nó đã. Rồi, giờ tới cái nhà chính của nó. Thắng được không? À, nó đang gọi xe ra hả? Trời, sao lại bắn bộ binh làm gì? Rồi, xong. À, mình chưa nâng cấp cái này, nó không cho gọi với xe tăng nó ra. Bốn lính. Ai nhắm thẳng vào nhà đó mà bắn. Trời. Chứ quên súng máy này cũng vậy, có thể qua được, nãy giờ mình quên nữa không, cứ để cho nó thủ ở đây hoài. Mấy cái lô cốt của Nhật nó hay một cái là nó có thể cho các bạn tháo cái thằng lính này ra để đi, nhưng mà vì vậy mấy thằng lính này cũng có thể chết luôn. Rồi xong, tập trung ở đây. Nó bị kẹt cái gì đó, nó bắn được rồi. Mà dở vậy, bắn được con này không? Ê, xấu, xấu thế. Thắng bại thì đã phân rồi các bạn. Bây giờ nãy để bên này ngon hơn. Con này bắn được có 4 lính. Con này 9 lính 1 tăng. Con này thì để coi 14 lính. Có giống tăng là đa phần bắn được lính không? Buồn ghê. Ok thôi, nó banh rồi. Ây da, 24 phút. Mình trận này đánh tôi nói nhanh các bạn, mình gì được 235 lính, nói chung là mình không giữ kỷ lục ở mảng nào cả. Nhưng bạn có thể thấy là mình điểm mình gần bằng cái hàng đứng đầu. Mình giết được 235, mình mất có 31 lính thôi. Chủ yếu là do vài pha xử lý hơi sai của mình. Như là vài pha bắt buộc phải hơi thí quân, nhưng mà không sao cả. Còn bạn mình nó gây được sát thương nhiều, nhưng mà nó lại mất lính khá là nhiều. Tổng lại thì coi như là mất một ăn được 2.5 các bạn. Coi như là đổi 10 thì ăn được 25. Cũng có thể coi là một thành công các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.